Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Từ xa bỗng có luồng gió nhẹ, nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung, liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắng lặng không hương không nến, chỉ lấy lòng tiếp kiến với lòng. Dùng nhiệt tâm thay nén hương nồng, đem thành ý thế chung nước là. Lòng vui vẻ bút không thể tả, rồi cùng nhau hỷ hạ tách chân. Trong khắc kỳ đến chúng Kim Sơn, cúi đầu trước Thế Tôn bái tạ. Nhờ ân đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cảm hóa chúng sanh. Bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thái bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền. Rằng hôm nay vì mở phước điền, mới gọi khách hữu duyên lại đau. Chúng sanh dần sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thượng sương. Sự nhân từ ít kẻ chủ trương, việc báo ác nhiều phương cổ dò. Mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ, sự mê lầm còn có chi hơn. Người đã không còn bị nghiệp vương, rất thương kẻ đang cơn liễu điều. Cái chết vốn là nơi kết liều, cách trần gian chung chịu như nhau. Sinh ra thì có tự theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lòng lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi dầu bậc tiên ông, cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cùng lên. Nghiệp tạo rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực mạnh rất vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng châm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, dai cho nhiều phải trả lời nhiều.
nở hồng cần chẳng lúc nào tiêu. Vậy oan trai cứ đeo buộc mày, năm tháng vẫn dứt trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mây. Đường Tây Phương bật lối trở về, nẻo địa ngục giàu ra mòn gót. Chịu hành phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua. Nghiệp trận còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặc, nào lợi danh nào vật dục tình. Rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình, việc chi cũng muốn trên hơn cả. Tánh ích kỳ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tánh tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đáng sai, đa số khách trần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc. Danh có được sắc tài liền bắt, tài được rồi danh sắc nó theo. Sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều dinh liêu. Dướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu. Vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Đạo cốt nhục nở đành chia rẽ, tình đồng bào sâu xé nát tan. Cũng vì danh vì sắc vì vàng, làm cho kẻ tham gian tôi mắt. Mê danh lợi lắm người phản tặc, đâm sắc tài nhiều bậc dông ân. Biết bao điều thảm sắc bất nhân, vì tài hoặc vì danh vì sắc. Nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc, còn nhỏ thì thù ghét chóm riêng. Khắp quan cầu thiên hạ đau điên, vì tài sắc vì danh lợi cả. Tánh ích kỷ với lòng nhân ngã, mưu lợi danh mưu cả sắc tài. Người giết người chẳng biết gom tay, bạn phản bạn quên ngày hậu nhật. Trai bất nghĩa gái không hạnh đức, chồng bát tình vợ thất tiết trinh. Trò phản thầy tớ hại chủ mình, cũng vì sắc tài danh phận lớn. Mình sung sướng mặt người đau đớn, thấy của ai cũng muốn lâm le. Lời nói lành chẳng để tai nghe, thấy việc phải không hề bắt chước. Vì ích kỷ chẳng vui làm phước, vì ngã nhân muốn được phần mình.
tao muôn ngàn tội ác tại đình, cũng vì lợi vì danh vì sắc. Người đối xử với người khe khách, người nhận tâm lừa gạt lẫn nhau. Chẳng phải vì ích kỷ hay sao, quyền lợi đụng chạm nhau do đó. Muốn danh vọng muốn nên giàu có, muốn cao sang vợ đẹp con xinh. Muốn cho ai cũng phải phục mình, muốn mình sống mặc tình ai chết. Càng muốn mãi muốn hoài không hết, các việc do lòng ích kỷ sanh. Giữa loại người đủ mặt cạnh tranh, vì muốn lợi cho mình làm trước. Mình muốn được thì người muốn được, mới gây ra các cuộc đấu tranh. Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ nay thắng kế mai lại bại, người bại nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thân được cũng cày mài. Xét cho kỹ có ai sung sướng, chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn thêm ra. Danh lợi mua bằng cách thù hèm, thà không có còn êm hơn có. Vì sự sống việc chia cũng mó, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyết lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lưỡng hồ, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác. Luật nhân quả thẳng tay trừng phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thì làm chẳng chịu suy lượng, dễ đưa tới con đường tối lồi. Biển sâu rất lúng công bơi lồi, tội ác lắm khó nổi gỡ ra. Vui nhất thời để khổ lâu xa, sự vui ấy chỉ là thuốc độc. Chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tranh bá lợi mồi danh câu nhừ. Hành thiện sự hay là ác sự, là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi, cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho mình. Đừng để cho thị dục lừa mình, cùng tranh thư cảm tình vũ dỗ. Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân. Đem lời danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tại ngoài.
thân ác lấy lòng từ đổi lại tình yêu riêng đem cái yêu chung. Tha đói nghèo việc quay bất tùng cam rất lạnh chớ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thảo, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Người lạ quen đều xử chi công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, lợi danh đâu dẫn dắt đường tàn. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng tinh tinh, mà chẳng lọt mái lòng ca nhớ. Tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở, có ngờ đâu thêm nở lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới, đa số kẻ sống đời như thế. Tham danh lợi lỗi lầm bất kể, mê sắc tài tội lễ chánh màng. Ấy phần đông của kẻ thế gian chịu thống khổ nguyên nhân gì đó. Thân tứ đại cuối cùng phải bỏ, tạo tác chia việc khổ dạo mình. Sương nhất thời đây khổ hẳn nghìn, là việc của chúng sanh thường tạo. Nuôi thân sống bằng vô nhân đạo, thân sống kia trên giáo trên gươm. Đâu an toàn đâu được quý thơm, mà lắm kẻ to mồm khoe sắc. Đời đã thấy sớm còn tôi mất, càng bất lương càng chuốc quả sầu. Tưởng rằng thừa nước đục thả câu, chẳng dè có kẻ sao đến thợp. Thay nước chứ tưởng là dễ hớp, lợi nằm ngay trước mắt khó ăn. Lòng dục nên tìm cách cản ngăn, chớ ham việc lợi danh mang quà. Bụng khi đói ngậm mồi khó nhà, nghèo gấp tiền chẳng mó dễ chi. Cá mắt câu cũng bởi thế ni, người phạm tội cũng vì lẽ ấy. Khi thèm khát nhịn đi ít thấy, lúc say mê dừng lại mấy ai. Phần đông theo sở dục hằng ngày, muôn chi cứ làm ngay chẳng xét. Biết chung ghét vẫn làm cho ghét, không cần ngày mai mốt ra sao. Để cho lòng tham dục túng thao, hiện thời có biết bao nhiêu kẻ có vợ chinh muốn thêm hầu lè. Được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không lúc nào yên. Sự ham muốn lưu truyền như giường, chữ tài sắc lòng thường mơ tường. Việc lợi danh mở miệng nói luôn, nở hồng trần chẳng lúc nào xuống. Tâm trí mãi điên cuồng danh lời, xong tội nọ tội kia liền tới. Hết tù này cái đổi lao kia, tự khóa thân rồi tự liền chìa. Cứ như thế
kéo lê kiếp sống. Đời này chẳng làm nên trò trong, kể đời sau cũng hỏng hư luôn. Đã trải qua số kiếp dư muôn, nào khắc giống giả tràn xe cát. Tưởng là giấu được điều tội ác, đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân. Lo thân mà trái lại hại thân, chỉ một khổ làm thêm mười khổ. Bị mọi cảnh trần gian cam dỗ, làm mê tâm của kẻ tham gian. Gần xuống mồ lòng vẫn còn ham, đeo danh lợi như sam khó gờ. Cũng vì thế mà không hết nợ, vừa chết xong liền trở lên ngay. Dạy đâu thì trả đó không sai, kể sau hết hình hài quá bao. Vui hoặc khổ đều do nghiệp tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không căng. Hễ trồng tre thì có lên măng, làm ác tất phải mang quả ác. Chớ coi nhẹ những điều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi. Vì rằng trong hành động chi chi, chung cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lòng mê mệt, cũng cần nên nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là việc thường khi tác dụng. Phải rõ rệt chớ nên ấp úng, dù việc chi chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tánh u ơ, bị ngoại cảnh làm cho xa ngà. Tạo công nghiệp tức mang cộng hòa, sự đồng tâm chớ khá coi thường. Chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, đâu đợi đứng chủ trương mới tồi. Lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất khó lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân, cũng lâm tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lấy trí gạn trong lòng đục, đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bương phải tria thiện ác. Chỉ một phút để cho say lạc, suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, viết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó, chi lung lai thường ở tai nghe. Các việc đời lui tới giảng ve, khiến tâm trí người ta siêu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng già, cửa mắt tay chớ kha hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức cánh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đáo tặc lẻn vào trong, vết sạch của tiền. Mất của tiền chỉ bị trưng chiên, mất
thiện tánh đảo điên đời kiếp, bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp, như còn việc chi khủng khiếp ai bằng. Bối ly loạn càng lắm khó khăn, sự tội lỗi đón ngăn đầy ngò. Nào quyền thế rủ ren to nhỏ, nào công danh cám dỗ đó đây, chỉ dạy cho lời phải ít ai, đốc xuôi việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy vẫn teo, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà. Khỏi sắc thì bị tài số ngã, khỏi tài thì sắc ghé lối đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi quá lọt, rồi lần chết vì là hảo ngọt. Người lũy thân vì thích sắc tài, lúc nguy nan trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay nhiều kẻ. Đời có biết bao người cấy què, dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn. Tham của tiền đổi giả bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vất vả đời càng kinh tế, đau càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vị nước nghèo sơ xác. Thành công được là nhờ hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Quá tham thì không khỏi bị thâm, đừng tưởng một mình ăn trọn gói. Người dù có tài lương lẻo giỏi, cũng không sao chạy khỏi lưới trời, có thể mình giấu được người đời. Nhưng mình chẳng giấu nơi mình được, một mình biết đủ làm tội phước, khỏi cần người biết được hay không. Ớt nhai thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy, nhân quả cũng giống như chuyện ấy. Thưởng phạt không sai chạy tí nào, trả nhãn tiền hay trả mai sau, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cơ làm việc ác gian. Lợi bất minh lợi ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc. Việc đã thấy làng khang trước mắt, sự sách còn ghi chép giấy đầy, có từ xưa không phải mới đây. Kẻ làm mát chẳng chày thì kiếp, nghiệp đến sắc tài không thể tiếp. Họa lại danh lợi hết phò trì, tao cho nhiều đến phúc lâm nguy, chỉ có một mình đi gánh chiều. Thế mà chẳng mấy người xét hiểu, nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt hoàng gia, làm cho kiếp thêm ra tội bao. Bị các việc hỏng trần lừa đảo, biết mà không chịu tháo lui ra, trái lại còn thêm việc mê sang. Ngày mai một người ta bất kể, sức danh lợi cuốn lôi như thế. Mà sắc
tài vũ vô dường ni, kẻ lòng còn lắm việc mê si, lại càng khó thoát ly cho khỏi. Mê thì lầm dù là hốc giỏi, nhiễm thì hư chớ có nói tài cao, gặp việc không để trí xen vào. Đường tội lỗi thế nào cũng dấp, do hoàn cảnh hoặc do giai cấp, tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau. Nhưng cũng là một thứ trần lao, đều bị khổ như nhau tất cả. Người giống nhau ở lòng nhân ngã, người giống nhau ở giả vị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu. Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhơ xấu gây nên, gieo càng nhiều càng mọc đầy lên. Nợ thế cứ phải đền trả mày, báo thân lại thân không tồn tại. Chỉ mang đời chết dãi sống mê, nhìn kỹ ra là thứ trò hề, mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quẩy về. Dùng dây lên đánh phá giấc mê, để thưởng thức bồ đề thật cảnh, tìm cho thấy được nơi bổn tánh. Tìm lộn về được cảnh chân như, tìm cho ra thân bất hoại hư, đó là việc của người tinh ngộ. Nếu không tách khỏi dòng mê lộ, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên. Đó là điều chư Phật thường khuyên, khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chúng khỏi cơ thống khổ. Ma tài sắc mặt dầu cám dỗ, mồi lợi danh dầu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuận chân lý cao sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào bệnh nào già chết bao giây. Làm tinh thần bôi rối cũng quay, khó tìm lối vượt ngoài sáu lộ. Chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ, sớm thoát ra khỏi cảnh mê sầu. Chịu luân cầm cũng đã quá lâu, đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, mênh sắc tài bị diệt mạng căn, không giúp cho mình được siêu thăng. Sao điều ấy chúng sanh không xét, từ bi thấy lòng như lửa thét. Giảng dạy cho người biết cội nguồn, để trị cho hết chứng mê cuồng. Hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ, nước đã ngập lần lần đến cổ. Gặp thuyền không chịu vớ là nguy, lòng con đầy những sự mê si, nghe lời Phật không quy là khổ. Không hữu duyên lời lành khó ngộ, ngộ được là vì có duyên xưa. Nếu quyết tu theo chẳng cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát.
Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hễ có sanh tức là có diệt. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lôi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chân thiệt đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, vũ sạch cả việc mê trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi lánh đục, đường tử sanh phải cút khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân dơ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần khi hiểu đến. Giấc dù đã có nhiều cảnh khến, cô dũa bào cũng bén trơn ra. Mặc dù người phạm tội thầm đa, biết cải hối thì là hết được. Chẳng làm việc gian hùng báo ngược, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chung ghét cho vương tội khổ. Sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đô thủ hèm. Ba tánh cần sống cách thuận em, đâu sanh chuyện đạo điên rối râm. Danh lợi dữ hay lành hãy gầm, sắc tài nên hay chẳng cá suy. Lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, mọi nói năng liệu sức nhắc cân. Tránh những điều ích kỷ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mạnh. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh, việc nghĩa nhân bạc nén không bì. Gặp phải hội nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn. Kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gấp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia. Hãy mở lòng cơm áo sớt chia, tâm hồn ấy chở quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngò, mình lắm tay người có giúp đâu. Khá để lòng xét rõ càng sâu, lo tương trở lẫn nhau lúc khổ. Thì dục nát thì lo giải dỗ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc khó đem so tình ấy. Đã là người biết phân phải quy, khá chọn đường nhân ấy mà đi. Lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ là nguy với tội. Được thỏa mãn chỉ là một đồi, nhưng sao rồi chịu hôi suốt đời. Có phải là bị lỗ hơn lời, người ha chẳng lửa nơi dinh diệu.
thiếu tiền bạc còn nhiều cách liệu, thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc. Dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa, gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rủ quên ép này. Việc làm lành đâu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Giàu nghèo vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhau nhưng giá bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thì chăng cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đảo vừa khen vô tầng. Chỉ có một mình chẳng để bằng, những vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc có sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào. Giúp đỡ cho người do lòng thào, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thấy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lòng chọn lừa. Việc sâu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nở hồng trần muốn được rành rang, người nên sớm mở toàn cửa ấy. Phải lo tinh trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cậy sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẻ sông. Tạo nghiệp ác dù dày hay mong, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mong thì bị nhẹ thảm sầu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm tranh hằng, đừng kinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiền, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân tự lòng cố đua chen, tánh hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát không cần.
tất không còn bị nghiệp chuyển luân, đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để giả mong manh việc ác. Một lần lọt vào đường sông thác, dễ bị đời dẫn dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi bông đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghỉ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham, nhiều bị gạt lừa. Bà lợi danh chớ cô mình ưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tranh khỏi các việc đời dù quên, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chịu thị dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thoái sai mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sanh kịp. Còn mê tức là còn tạo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời. Khi đời hết vì người mê hết, bởi mê thấy vật kia cũng mất. Thân chết nhưng không chết nghiệp mê, mê đâu thì sanh đó không xê. Luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bưng gốc mê cho nó hết sanh. Tất không còn bị nghiệp quảnh hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết quay đầu trở lại, cố đi dầu xa mây cũng gần. Đem phàm thân đổi lấy Phật thân, giảng sự ở tinh thần cương quyết. Lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lắm chung hối tiếc đã rồi. Việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca, mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, có thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nó mời, đã làm biết bao người xa ngà. Kẻ dục vọng còn nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài. Tâm trần tục không còn một mày,
dù ở nơi đường cái chợ đông, cũng như ngồi ở chung vắng không, vẫn giữ được cõi lòng thanh tình. Phật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thấy, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tỉnh mọi bề, tâm thật tỉnh là kề định huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra. Cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rảnh đường nên mới thông dung. Không thấy nên dấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thầm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kể chúng sanh. Thể trừ xong phiền não nơi mình, thể học hết pháp lành của Phật. Thể thành Phật cao siêu tột bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dù phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai. Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, ngăn gió trần cho lặng sóng tâm. Sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhăn xẻo sò. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiếu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình, là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất xong đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm. Chẳng khác nào đi khoảng tối tâm, trong tay có sẵn cầm ngọn đuốc. Sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê muội. Được có của nhờ lo cắm cùi, đắc đạo màu nhờ gối trần tâm. Quyết tu hành tất đã quyền thâm, chớ ngờ Phật
xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu, vạn sự do chi quyết làm đầu. Chi đã quyết thế nào cũng được, đừng hèn yêu trước điều trái ngược. Chớ rụt rè trong cuộc gian nguy, phải kiên trinh phải đủ gan lì, thắng chướng ngại thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ, dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam, dẹp nết dâm ô, dẹp vạn phi, dẹp tánh phàm hồ, thôi ganh ghét cũng lo dẹp quét. Dẹp chửi mắng, dẹp lời lau khuyết, dẹp theo thùa, dẹp hết ác ngôn. Dẹp gắt gai, dẹp tánh tự tôn, dẹp trộm cướp, dẹp luôn sát hại. Dẹp giận dữ, dẹp lòng ngu dại, thường dình cho quảng đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội. Cùng kẻ khác hằng ngày đáp đối, việc nọ kia trao đổi rất thường. Những sự nào nên phân nên nhường, cần phải biết tận tường mọi việc, vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhớ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gác lừa tối lồi. Lấy giới luật ra làm ranh lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua. Lúc khó khăn nhớ niệm Di Đà, lấy bổn nguyện ra mà nhìn chiều. Buổi đầu cố nhiên còn vương vưu, nhưng sao rồi sẽ kéo xuống ra. Trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác. Mặc dù cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lao sao, khi đã giác lao lao trong sáng. Mê với giác nói hai hình dạng, nhưng cũng từ một bổn tâm sanh. Vạn sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được là rành vạn sự. Do tâm khởi ra điều hung dữ, cũng tâm sanh ra sự hiền lành. Việc lớn lao bằng núi băng thành, đến nhỏ nhất như kim như chỉ, tất cả cũng do tâm suy nghĩ, rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đầy, cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm. Tâm thấy là thấy Phật giáng lâm, tâm không thấy Phật làm sao thấy. Tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chân tâm tở bao la vũ trụ. Lấy chân tâm để mà làm chủ, chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm. Vọng tâm mà tưởng thật là lầm,
Kẻ tu niệm phải cần định rõ, chân tâm rộng lớn và sáng tỏ. Vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ, chân tâm thì phẳng lặng như tờ. Vọng tâm rối giường tơ vò cuồng, chân tâm chẳng vật nào lôi cuốn. Vọng tâm thì bị vướng lung tung, chân tâm thì như khoảng không trung. Trầm vạn vật nhưng không một vật. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như hư không như ánh mặt trời, xưa cũng thế nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cõi rề, bỏ tâm là sự thế không thành. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bốn tâm thường trụ. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp thiện tinh khá suy chu đau. Chủ được tâm cho đạo sớm khai, đạo khai rồi cùng Phật đồng vai. Hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường gì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tin tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật khó trông. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Thường bị cánh chung quanh ảnh hưởng, vì thiếu lòng tin tưởng mà ra. Nếu có lòng tin tưởng sâu xa, tất không bị người ta cám dỗ. Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua. Tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất, nếu làm y như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho cam, không thể để ai làm thôi chi. Nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như ý đã nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ngay trong lòng được có, thì sự tu đâu bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong ba tánh thập phương, tu phải có chủ trương mới được. Tin làm phước thì là gặp phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất định chẳng đầu thai cõi khổ. Việc trần chẳng để lòng ham hô. Chắc
chẳng không bị trở lại trần, lòng hằng mong coi Phật được gần. Thế nào cũng sanh lên coi Phật, luật nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bảo ác lên cây bảo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gây trai, tình như thế hết ai phạm tội. Nói cài hối lòng không thật hôi, nói tin không tuyệt đối tưởng tin. Gặp khi đời thử qua sức mình, thường xa ngã không cành chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cải hối, phải thành tâm chớ dối trong lòng. Những điều mình chưa gội rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên thanh khiết, tội lỗi không còn việc tay lai. Trước kia dù nhiều sự lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Thật hối cải chứ không nói mép, thì ai tu cũng đắc được thành. Đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh hòa. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chớ Phật truyền đạo cả không lầm. Kha để lòng tin tưởng cho thâm, trọn đời cố gắng làm theo đúng. Thời tiết tốt mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chánh mau nên. Quá mê đời việc đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi khó lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muốn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao, đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mê. Đạo gặp rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không làm cho ai chịu khổ đau hết. Còn thấy người nào ích kỷ, ai cũng biết ở theo đạo lý, ai cũng đều xử trí công minh, giúp cho nhân loại được hòa bình, đời sống được trở nên hạnh phúc. Về vật chất không còn thiếu hụt, về tinh thần luôn được sạch trong. Cõi thế gian đổi lại tiên bồng, người tối lỗi không trông thấy nữa. Đời chẳng khác như là nhà lửa, đạo như là nước chữa cho tiêu. Thiêu nước thì nhà sẽ bị thiêu, vật trong ấy đều tiêu cho cả.
đạo cao quý thật là vô giá, không thể nào mô tả cho cùng. Đời muốn ra khỏi cảnh lao lung, nhất định phải cần dùng đến đạo. Cột kèo thiếu thì nhà xỉu xào, đạo đức không đời bảo ngược luôn. Đạo giúp cho đời rối được suông, sống không tội thoát nương cõi Phật. Người đời được trở nên thành thật, dình nhờ câu đạo đức phận nhiều. Nếu đồng theo đạo đức một chiều, đời người biết bao nhiêu tốt đẹp. Nhà lao tự nhiên là phải dẹp, tòa án không còn lập ra chi. Khỏi phải cần tranh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lây pha. Người nào cũng đàng hoàng phong nhã, nêu cao nền văn hóa con người. Ai cũng đều ăn nói vui tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bái đến ngoài thành phố, không còn nghe thấy kẻ gian manh. Ở chỗ nào cũng được an lành, đạo đức dẫn nhân sanh đến đó. Cảnh sông ấy nếu chưa được có, thì đời chưa tiến bộ chút nào. Chỉ tiến về phương tiện hùng hào, chưa tiến một bước nào lương thiện. Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, càng tiến nhiều càng khiến khổ lung. Tình trạng trên thế giới rối tung, cũng vì tiến bộ không phải chỗ. Mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh. Tiến bộ như thế sẽ chiến tranh, văn minh kiểu đó sanh độ mau. Thật tiến bộ không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình. Lấy trí suy cho rõ sự tình, đời chưa thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thì đua rần rộ, còn tinh thần chẳng có mở mang. Thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn. Quá tài sắc thành ra hỗn đồng, quá lợi danh làm rộn lòng người. Tham khóc nhiều chứ ít vui cười, là cảnh sống của đời hiện tại. Người chỉ có khác nhau thời đại, cũng một tuồng ân ái như xưa. Cánh hồng trần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mồ. Ăn của thổ thì quần lái thổ, xác phàm nhân có số định rồi. Tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất. Thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lầy. Nào xe cổ tàu bè bóng bẫy, nào bát vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi vãng sự đều buông, sự vật bỏ còn thân cũng rã. Cõi tạm giả xác thân cũng già,
đến cuối cùng đều hóa ra không. Mưu mẹo gì cũng chỉ luôn công, càng thêm tội chớ không tồn tại. Tội càng lắm càng làm ngu dại, sự khổ đau càng phải chịu nhiều. Kiếp luân hồi nói mãi không tiêu, đường sông chết cứ theo chặng cuối. Đó không phải tại nơi may rồi, mà tại người tự trói buộc vào. Bởi say mê nơi cõi trần lao, phải vào đó không sao chạy khỏi. Phật xưa đã nhiều lần kêu gọi, lòng say mê buộc trói chúng sanh. Chuyển luân trong sao nẻo bất lành, chịu thống khổ tự mình không biết. Say mê ấy sớm lo trừ diệt, thì chuyển luân cũng diệt liền theo. Khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo, thần chết hết đuổi theo bắt bơ. Cũng hết bị ai theo đòi nợ, có chẳng còn mang cái sợ trong lòng. Đứng ngoài dòng thành trú hoài không, được bất diệt bất sanh như Phật, làm chủ tất cả trong vạn vật. Được bản thân chân thật bất hư, cõi niết bàn tịch tịnh thường cư, thường an lạc thường như ý nguyện. Khác hơn cõi ta bà sao xiên, cõi niết bàn yên lặng vô cùng. Được tới đây mới thật thông dung, người sống mãi chứ không ai chết. Không già yếu ốm đau mỏi mệt, được hoàn toàn sáng suốt phi thường. Trí phàm không có thể đo lường, cánh màu nhiễm vô biên vô tận. Chúng sanh nếu tu hành tinh tấn, đều được đi tới cảnh niết bàn. Quyết lòng tu sẽ được bước sang, còn lần lửa nghi nan khó tới. Ngày tháng cứ trôi qua không đợi, gần lâm chung mới hối muộn màng. Sớm tu thì sớm hết khổ nàng, sớm tới cõi niết bàn tịch tình. Viết trần thế chớ nên bệnh rình, hãy nhất tâm tu tịnh thường ngày. Ráng làm cho thấy tánh bổn lai, các vọng tưởng trần ai mới hết. Khi tịnh niệm lòng còn mỏi mệt, thì là chưa mở được huệ tâm. Sự thấy nghe chậm chạp sai lầm, các phiền não mọc mầm không nghỉ. Khá phân tích nơi lòng cho kỹ, đừng để lầm nhận quỷ là con. Thật tâm chân thanh tịnh vẹn toàn, còn tâm vọng thì chung bất nhất. Tâm chân mới là tâm chư Phật, tâm vọng là tâm các ma vương. Tâm chân thì đến cõi Tây Phương, còn tâm vọng lạc đường địa ngục. Tâm chân dẫu phong ba chẳng đục, tâm vọng vừa mới lắc nổi bùng. Thật tâm chân sang sủa vô cùng, còn tâm vọng mông lung bất tận. Nhờ sáng sủa nên không lầm lẫn, vì mông lung nên lộn sai đường. Vọng với chân phải xét tận tường,
tìm lấy cái tâm chân làm chủ. Tâm chân tức là tâm thường trụ, tâm vọng là tâm đủ thứ sanh. Tâm chân là tâm được trọn lành, còn tâm vọng hay sanh niệm dữ, lành mới thật là hành Phật sự. Dữ thì là đồng thứ nghiệp ma, khởi tâm lạnh thì phước sanh ra, khởi tâm dữ thì là quả tới. Tâm chân tất diệt lạnh thường khởi, tâm vọng thì diệt dữ thường sanh. Tự xét tâm khởi dữ hay lành, tất biết rõ tâm chân hay vọng. Diệt thần tục khiến cho tâm đồng, dữ thì nhiều lành chẳng bao nhiêu. Vừa móng tâm thì phải trừ tiêu, chớ để phạm rồi sao mới hôi. Biết chừa bỏ từ trong vọng khởi, thì hành vi tội lỗi không sanh. Tất nhiên là người được trọn lành, tâm vọng mới trở thành chân được. Biển trần khổ sống đùa xuôi ngược, phải quyết tâm sông lướt cho qua. Phá dòng dây của lũ yêu ma, để gặp mặt Di Đà Phật tổ. Thắng qua được tình đời cám dỗ, thật là điều kham khổ vô cùng. Kẻ tu hành thiêu chí đại hùng, thì không thể thành công đắc quả. Lòng tin tưởng cứng như sắt đá, không bao giờ tan ra yếu mềm. Hành đạo màu bất luận ngày đêm, sống lòng sẽ làm êm lặng được. Biết bao vị thánh hiền thuở trước, buổi ban sơ bị trượt liên miên. Nhưng trượt rồi cô đứng dậy liền, do nơi đó được nên đạo cả. Nếu ai có người tu bị ngã, hãy mau chân bương bà đứng lên. Tuy hư mà cố sửa thì nên, như nhiều bậc thánh hiền ngày trước. Làm tội được thì làm phước được, đều do lòng cương quyết của mình. Tội phước gì cũng tự tâm sinh, chớ rằng việc làm lành là khó. Tánh ích kỷ nếu người chịu bỏ, việc lành chi cũng có thể làm. Người đời thường gì bởi riêng tham, nên không chịu làm ra việc phước. Có nhiều kẻ hại dân hại nước, giật đầu này lấy cướp chỗ kia. Mặt tội tình mặt miệng đời bia, phần lớn cũng là do ích kỷ. Càng ích kỷ càng không đạo lý, chỉ lo thân chẳng nghĩ đến ai. Của mình thì nắm chặt trong tay, của người muôn dắt chạy ra nước. Nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước, mà vẫn không động chút lòng thương. Trái lại còn kiếm cách gạt lường, ấy là cũng vì lòng ích kỷ. Nếu muốn được tròn câu đạo lý, phải dẹp lòng ích kỷ cho xong, thì từ bi bác ấy đại đồng, người mới có thể mong thực hiện. Dù người có ra công tu luyện, mỗi ngày lo tụng niệm ba thời, mà tánh tình ích kỷ không rời, thì cũng khó về nơi cực lạc.
tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly. Tớ bất trung con lỗi đạo nghị, bạn phản bạn cũng vì ích kỷ. Còn có biết bao trò quỷ mị cũng do lòng ích kỷ gây ra, làm cho người quen việc xấu xa bị ô nhục cũng là ích kỷ. Lấy nhân quả để mà suy nghĩ, thấy rằng lòng ích kỷ đáng kinh. Hiện tại làm cô độc đời mình, sao còn phải trở lên theo của. Đời nọ qua đời kia tới nửa, làm mỏi cho tiền của mỗi đời. Không kiếp nào lòng được thành thơi, tinh ích kỷ làm người ràng buộc. Dịp giải thoát nhiều lần bó hút, cũng là do lòng ích kỷ sanh. Cứ bo bo tài sắc lợi danh, cho đến lúc tử thần đến dắt. Tánh ích kỷ làm mù tai mắt, làm bướng càng chất ngất tội sầu. Hưởng một thời nào có được lâu, mà mưu viết tội sâu tở biển. Của thế gian tâm trần quá nghiền, nên quên suy đến chuyện ngày mai. Biết quả tay mà vẫn vui say, cho đến phút thở dài chưa hôi. Từ vô thủy tới nay vẫn tội, đã làm cho quen lối hỏng trần. Rất ít người đủ sức trở chân, phần đông cứ đi luôn đường khổ. Dù rằng các Phật tận dạy dỗ, kẻ tin theo thì có mấy người. Còn phần đông chẳng chịu nghe lời, nên cảnh khổ trên đời càng lắm. Nay cuộc thế như thuyền chở khầm, nổi gió giông bị đâm dễ dàng. Không nghe lời của Phật khuyên can, việc trần cứ đeo mang lụy kiếp. Tánh ích kỷ biết bao khủng khiếp, đã kể trên nên xét tận cùng. Muốn không còn sanh cõi lao lung, phải dẹp nó chớ lòng ôm ấp. Việc phước đức hãy nên làm gấp, đường chân tu luyện tập ân cần. Sự nhọc nhằn chớ quản nại thân, thì nhất định biển trần tác càng. Lòng tu sớm chiều không để làng, Phật Tây Phương sẽ giáng đậu giường. Lời cao siêu Phật Pháp tỏ tường, tự nhiên mở rộng đường cực lạ. Muốn hiện tại trở nên Bồ Tát, lời trên đây chạm khắc vào lòng. Các nhiễm ô gội rửa sạch không, chỉ còn nguyện đây lòng cứu độ. Gặp những kẻ lâm dòng đau khổ,
dùng tiện nghi cứu độ cho an, dạch rõ đường đi đến Tây Phan, để cho khách thế gian tìm đến. Nếu có kẻ việc trần quá mến, chẳng những không nghe đến lời khuyên, trái lại còn nhạo báng khùng điên, cũng không bỏ cứ khuyên nhủ mày, với ai cũng từ bi quảng đại, tìm cách khuyên trở lại đường lành. Dù cho thân phải chịu hy sinh, cũng vui vẻ hiến mình cứu thế. Đạp gai gốc xoáy sành bất kể, miệng lấp sông được bể khổ đời, khiến cho ai cũng được thanh thơi, không còn kẻ sống đời lao ly. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, chỉ nhất tâm lo nghĩ cứu dân, dân sẵn sàng vì đạo hiến thân, đó mới thật tinh thần Phật giáo. Lúc nào cũng thực hành chánh đạo, treo gương cao hòa hảo cho đời, khiến thiện nam tín nữ khắp nơi soi theo đó để hồi tỉnh lại, truyền bá mạnh mẽ tình bác ấy, quyết làm cho thế giới hòa bình, không còn nghe tiếng đồng đau binh, khắp nhân loại hòa bình lành như một. Đời nhờ xấu đổi ra đời tốt, làm cho người ngu dốt được thông. Viết từ bi chẳng phải nói không, mà là phải thực hành rõ rệt. Vì việc lớn của đời sống chết, vì việc lo giải thoát hồng trần, nên cố truyền Phật pháp xa gần, để cho khắp nhân dân tỉnh ngộ. Chân Phật tử đầy lòng quá độ, chẳng hề nào gian khổ đời mình, lòng từ bi cùng Phật một tình, vì sanh chúng hy sinh tất cả. Đời với đạo đâu là thật giả, tại sao cần hối quá tu hành, giải thích cho người được biết rành, hầu có đủ lòng tin đạo lý, kêu gọi mãi chẳng bao giờ nghỉ, để cho người chăm chỉ tu hiền. Ở tại gia hay ở chùa chiền, được nhất trí cần chuyên đạo đức, cùng nhau biết đồng tâm hiệp lực, kẻ thị cài người cuốc nuôi nhau, làm cho đời sống bớt khổ lao, là công việc người tu phải nghỉ. Cố gắng dẹp được lòng ích kỷ, tình nghĩa sông đạo lý cũng sông, hợp nhau làm chi cũng thành công. Sự chia rẽ cũng không sanh được, làm phước chẳng tự cho rằng phước, giúp người không nghĩ giúp là công, người đền ơn đáp nghĩa chẳng mong, là nhờ giúp sạch lòng ích kỷ, cần là giúp chớ ơn chẳng nghĩ,
thiếu là đem bố thí rồi thôi. Như thế mới là thật thương người, tâm ấy mới giống nơi tâm Phật. Tâm Phật vốn là tâm chân thật, thật từ bi thật bác ái tâm. Vớt chúng sanh khỏi biển luân trầm, sự ân ích không cần ai đáp. Mẹ thấy con bệnh tình nguy cấp, lòng thương lo đến mất ngủ ăn. Lo thuốc men cùng cháu lăn xăn, muốn con mạnh chớ ơn đâu kể. Phật đối với chúng sanh cũng thế, thương chúng sanh như mẹ thương con, cứu độ cho thông khổ không còn. Ngoài ra chẳng còn mong chi khác, độ đời đến đổi quên khổ xác. Lòng từ bi không thước nào đo, lo chúng sanh chớ chẳng riêng lo. Tâm ích kỷ thật là hết cả, mỗi đạo Phật trở nên rời ra. Cửa thiền môn dân kẻ vạn lai, cũng vì lòng của khách mặn chay. Quá giả vui quá đầy ích kỳ, lời Phật Pháp hoàn toàn chân lý. Người lại thêm những nhị cho hư, dắt nhau đi trái ngược lòng từ, làm cho kẻ ngoài đời chán ngán. Cần phải sửa lại cho chân đáng, chớ nên đem treo bán lừa đời. Phật dạy sao thì phải ý lời, mới không thẹn là người học đạo. Phật vì thấy chúng sanh khổ nào, mới đem truyền chánh đạo cứu an. Đâu phải vì muốn lập giàu sang, người chưa lấy đạo làm lợi khí. Những kẻ tu còn lòng ích kỷ, chán đời lo ẩn sĩ tu thân, không để lòng lo việc cứu dân. Tu như thế cũng không thật đúng, huống chi hạn chỉ lo lợi dụng, lại càng không thể nhận là tu. Sở dĩ nền Phật giáo mờ lu, là do những kẻ tu dối ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy dãy, thực tu hành có mấy người đâu. Làm cảnh chùa mất nghĩa cao sâu, thành ra chỗ để cầu tài lời. Sai lầm ấy nhiều người biết tới, vẫn để nguyên không đổi sửa ra. Khiến cho nguồn chân lý sâu xa, lần lần biến thành ra mê tín. Phải họp lại để mà chấn chỉnh, cho cảnh chùa giống cảnh Tây Phương. Để người đời lấy đó làm gương, bỏ hung ác theo đường lương thiền. Ở chùa phải lo bề tu luyện, đã xuất gia chớ luyến hồng trần. Ăn của dân phải cứu độ dân, mới là đúng tinh thần nhà Phật. Đã vào đó phải cho thành thật,
đúng đắn nhà đạo đức tu hành. Mặt thế gian danh lợi cạnh tranh, lòng mình chẳng còn ganh việc thế. Cố tịnh niệm cho khai trí huệ, đem lời kinh tiếng kể khuyên đời. Dùng từ ngôn cảm hóa khắp nơi, như vậy mới thật người Phật tử. Khi ngoài thế thì làm hung dữ, đã vào chùa thì phải thiền lành. Chùa chiền là nơi để tu hành, đâu phải chỗ để danh làm dữ, đã được tiếng là nhà Phật tử. Thì phải làm các sự từ bi, cách ở ăn theo đúng luật nghi, mới khỏi tiếng sầm xì nhạo báng. Đời có đủ thiên hình vạn trạng, dễ làm cho mù quáng sai lầm. Nhà tu hạnh cần phải trì tâm, thì mới khỏi bị làm xa ngà. Các tập nhiễm từ lâu trong già, nếu người chưa phong xả hoàn toàn, dù trải qua đến mấy thời gian, có dịp nó cũng hoàn trở lại. Lần sau sẽ phạm nhiều gấp mấy, hơn lần đầu đã phải phạm vào, cho nên lòng ô nhiễm trần lao. Trừ sạch chớ mãi nào để sót, rồi lần nó hay ưa đồ ngọt. Lòng người thường mến diệt trần duyên, người tu không đủ sức nhẫn kiên, thì sẽ bị đảo điên tâm trí. Gặp thử thách nếu không suy nghĩ, thì mười người sẽ bị hết mười. Suy nghĩ là ngọn đuốc của người, tiên Phật cũng nhờ nơi suy nghĩ. Người mà được biết điều liêm sĩ, ấy là do suy nghĩ phần nhiều. Nếu tiến thêm một bước cao siêu, tất nhiên được trọn điều từ thiên. Giữa chân ly để mà suy biện, người chớ nên nghĩ chuyện quan đường. Mới khỏi điều mình lịch chế lương, chân ly vốn là gương đôi chiếu. Sự tà chánh khi mình chưa hiểu, thường làm cho lẻo nhẽo trong tâm. Nếu muốn cho khỏi sự sai lầm, lấy chân ly ra phân thì đúng. Nắm chân lý thì không lung tung, mà chẳng bị ai lợi dụng đường tà. Và mình không thể dối người ta, được siêu thoát cũng là nhờ đó. Đường chân lý nếu người hiểu rõ, thì không còn tính bả làm càng. Việc của mình hay việc thế gian, đều căn cứ ở trên sự thật. Đúng sự thật chẳng bao giờ mất, nó xưa nay vẫn một mà thôi, đem nó ra giải quyết sự đời. Đâu đó sẽ đến nơi viên mãn, lấy sự thật ra làm căn bản, thì đạo đời sự đoán công minh,
không bị điều tà kiến làm chinh, nó giúp kẻ tu hành chinh chắn. Giảng vật dưới bóng trời mọc lặng, có vật nào mà đắng thật đâu, bị tiêu mòn hoặc sớm hoặc lâu. Không có một vật nào tồn tại, phải tìm chỗ trường sanh bất hoài. Chớ ngồi đây chịu mệt tự sanh, kiếp người đầy giả dối hôi tanh. Xem như thật mà không phải thật, xác thân của người còn phải mất. Thì trong đời có vật nào còn, biết vật chi rồi cũng tiêu mòn. Cứ đeo đắm là không sang suốt, nên mở hết sự đời trói buộc, để làm cho ranh kiếp vô thường. Sống lâu dài như Phật Tây Phương, thân ấy mới là thân chân thật. Thân hiện tại có ngày phải mất, bởi nó là giả chất cấu thành, đâu bằng thân sen bao thai sanh. Vô số kiếp thơm lành bền bỉ, như các cái Phật xưa nay đã chỉ, trong giả thân có cái chân thân. Chúng sanh nên định tĩnh tâm thần, sẽ tìm thấy chân thân ấy được. Trong chất ước có tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa, trong giả thân của kiếp người ta. Có thân thật ráng mà tìm lấy, bỏ thân giả thật thân khó thấy. Phật khi xưa cũng phải dùng thân, thân ví như thuyền để làm chân, đưa sanh chúng qua sông mê cổ. Nơi bến giác khi thuyền đã đổ, người bước lên thuyền bỏ lại sông. Nếu người còn đang ở giữa dòng, bỏ thuyền tất là không tới bên. Dùng thân chứ lòng không chấp mến. Nếu mến thân mến đến sự đời, sẽ làm cho các nghiệp không rời. Tất phải bị luân hồi để trả. Nếu thế chẳng bao giờ thông thả, cứ đầu thai chịu quả khổ luôn. Nên giết đời muốn được gỡ xuông, thân chớ mến nên dùng cho khéo. Khéo dùng thân để mà mở nèo, đưa hồn về đến cõi niết bàn. Và toàn lo cứu giúp nhân gian, sớm khỏi cảnh lầm than đói khó. Cứu được kẻ dù thân phải bỏ, cũng vui lòng chẳng có ngại ngần. Không lúc nào chẳng nghĩ đến dân, đó mới thật tâm hồn Phật giáo. Kẻ khổ não như mình khổ nào, hết lòng đem cơm áo giúp cho. Thấy mắt nàng lòng biết thương lo, lương tâm của người tu phải thế. Cảnh lao khổ có vô số kể, phải có lòng cứu tế vô biên, thì mới mong đổ khách trần duyên. Qua khỏi cảnh đạo điên tai khổ, muốn thực hiện được lòng đại độ, trước nhất là phải bỏ tiểu tâm. Kế đó là phải độ lượng thâm, mới áp dụng từ tâm đúng chỗ.
lúc làm gỗ cho đời chạm trổ, lúc thì làm vua bổ giáo tường. Khi nhu hòa khi phải căng cường, cần phải biết tùy phương hóa độ. Hoặc dùng khổ cứu người nghèo khổ, hoặc dùng sang để đổ giàu sang, hoặc dùng dân để tỉnh thức quan, hoặc dùng lấy quan quyền tây thế, cứu được kẻ nào đâu phải về. Thiếu hy sinh không thể giúp đời, lại phải còn tùy cảnh tùy thời, đặt phương tiện đến nơi đến chỗ. Người đang khát đem dầu mà đổ, thì chỉ làm cho họ bất bình, cách khuyên tu không hợp cảnh tình, sẽ khiến kẻ không tin tưởng đến, muốn đổ chúng không làm chúng mến, tất họ không vui đến quy y. Cần phải làm cho họ kính dị, thì họ mới chịu theo quy Phật. Gặp những kẻ chưa thông đường đất, trong lòng còn ngờ vực dây đầy, khó làm cho họ tin phút giây. Mà cần phải nhiều ngày khuyên nhủ, có lắm kẻ quá mê giấc ngủ. Tiếng trời gầm chưa đủ giật mình, đôi với người say đắm phạm tình, nghe dài bẩn kệ kinh khó tình. Phải tha thứ, phải đầy nhẫn nhịn, phải bền lòng, phải tánh dẻo dai. Kêu gọi hoài dù kẻ mấy say, chắc chẳng sẽ có ngày tỉnh được. Lời Phật Pháp như là mưa nước, tâm trần mê nào khác lửa đồng. Mưa nhiều thì lửa tắt chẳng không, chớ thấy lửa mênh mông mà chan. Lời Phật Pháp là lời chánh đáng, tâm trần mê là chẳng thật tâm. Chánh đáng thì sẽ thắng sai lầm, lời Phật sẽ thức tâm mê được. Lấy gươm trí ra mà xông lướt, cứu người trong trận giặc mê si. Để hoàn thành chí nguyện từ bi, như là Phật Mâu Ni thuở trước. Đời như cá ao gần cạn nước, hiện thời không phải lúc chẳng chờ. Nên tùy phương dục thúc tự giờ, kẻo không kịp thời cơ biến chuyển. Nào nổi biến, nào là ngoại biến, kẻ thì lên người xuống lăng xăng. Lâm đổi thay, lâm sự khó khăn, người xâm trói nhau hơn là mờ. Tay trời đã không phương cãi gờ, thêm nhân tai nhiều chỗ gây ra. Cõi hồng trần là bãi tha ma, cứ chôn xác người ta không ngớt. Sự hung ác của người nếu bớt, thì nạn tai tất được giảm đi, các sầu ưu khổ não chi chi. Hầu hết tại người quy tập nó, xưa nay vẫn cứ như thế đó. Tử người làm đau khổ cho người, có nhiều người biết rõ mười mươi, lòng cũng vẫn đua bơi việc ác.
làm giữ chẳng những thân hình phạt, mà linh hồn cũng lạc luân thêm. Người chết rồi đâu phải là em, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ. Lăn lộn mày ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình, nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là cháo dầu sôi sùng sục, nào là dòi lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đau kim lâm châm, nào là lửa phần phần cháy. Ác thu có biết bao nhiêu loài, yếu tinh không còn thiếu mắt nào. Đích bàn trong đầu đội máu đầu, đủ thứ quỷ đầu trâu mắt ngựa. Con thì dắt búa to ra bừa, con thì mang cây chĩa ra đâm. Con thì đem dao lên đánh bầm, mày con thì cô sẽ làm hai thoại. Con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút gân con thẹo lột da. Cánh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khổ mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong khi chết. Khổ hồn linh, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng. Cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến rất khó mong. Chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp, hiện thời ráng chừa xong ác nghiệp. Việc thiện lương nên tiếp tục làm, dù khó khăn cũng ráng gìn kham. Mỗi đạo pháp cứ phăng đi tới, rèn lòng chứ để cho phạm giới. Kiểm điểm từ lời nói việc làm, những điều còn ô trước tục phàm, thì nhất quyết trì tâm sửa chữa. Lo đạo đức như lo cơm bữa, nhớ Phật như mẹ nhớ con cưng. Tất nhiên không còn tạo nghiệp trận, cảnh Phật sẽ đặt chân vào được. Tự làm tội đổi ra làm phước, chỉ cách nhau ở chỗ quyết tâm. Đâu phải là cách trở xa xăm, mà sanh chung bảo rằng khó đổi. Việc làm phước hay là làm tội, đều tại mình không phải tại ai. Nếu muốn tu thì cứ tu ngay, chớ đừng có đợi mai đợi mốt. Lòng cương quyết dầu ai muốn cột, cũng không làm sao buộc được mình. Nếu người tu có đủ đức tình, sẽ thắng được cảnh tình trắc trở. Lòng tin tưởng vốn là cơ sở, tin tưởng càng mạnh mẽ chừng nào, mục đích càng sẽ được tới mau. Không ai có thể nào xô ngã, tin tưởng mạnh đạo mau đắc quả. Đạo có tin mới có thể tu, tu không tin thì đạo mờ lu. Đạo tin mạnh lối nào cũng bò. Tin biết xét là tin sáng tỏ, tin không suy tình đo tối tâm. Tin tưởng là căn bản đánh rằng, không suy xét
tinh càng nguy hiểm, vì đạo chánh thì là rất hiếm. Còn đạo tà khỏi kiếm cũng ra, nếu tin càng dễ bị đường tà, khó rất khó được sanh qua cõi Phật. Phải suy xét cho tường sự thật, thật chân tu thật đức từ bi. Thật là đường giải thoát mê ly, chừng ấy sẽ quy y tin tưởng. Thấy linh nghiệm rồi tin càng bương, thấy hay ho rồi muốn theo đi, chánh hay tà không chịu xét suy. Tin như thế làm nguy hại kiếp, lọt vào lưới mới quầy sao kịp. Mắc bẫy rồi muốn dứt sao ra, để lòng tin lầm lạc đường ta, hồi tin được thật là rất khó. Nên cần phải nhắc cho lớn nhỏ, đối xử chi cũng chớ tin càng. Phải dò sao xét trước đàng hoàng, thật chánh đáng rồi tin mới dừng. Bị lầm lạc chỉ trong một bần, đủ làm cho thân phận đau điên. Lầm của tiền có thể tạo nên, còn lầm mạng không phương lấy lại. Tin đúng chỗ phước lưu vạn đài, tin sai lầm di hại thiên niên. Sự tin là quan trọng vô biên, phải dè dặt chớ nên tin bương. Sống gần kẻ có nhiều tin tưởng, rất dễ gây ảnh hưởng đến mình, nếu mình không suy xét cho mình. Thì sẽ bị cảm tình lôi cuốn, ví như rượu mình không hề uống, nhưng gặp người đem đến mời luôn. Khó làm cho người nhịn miệng xuống, mười người bị uống luôn hết chinh. Vì lẽ đó cần nên bình tĩnh, chớ để cho nhẹ tính điều nào. Mỗi người thường tin tưởng khác nhau, thấy người bước bước theo không được, tin lầm ít khi nào được phước, mà thường hay bị chuốc tội thêm. Gặp thời kỳ đảo mọc như nêm, trong sanh chúng lầm tin rất dễ, tin lầm đến phạm vào luật lệ. Tin lầm gây trái lẽ công minh, tin lầm làm đảo ngược kệ kinh. Tin lầm tội mà cho rằng phước, tin lầm khiến tan nhà mất nước. Tin lầm làm kẻ khóc người than, tin lầm gây thống khổ họ hàng. Tin lầm khiến tiêu tan sự nghiệp, tin lầm dẫn đến nơi lừa bịp. Tin lầm gây ra việc sát nhân, tin lầm đành lấy quán trả ơn. Tin lầm mang thánh thần không nề, tin lầm khiến làm điều tồi tệ. Tin lầm đi bác bẻ Phật ngôn, tin lầm mình giải tưởng là khôn. Tin lầm mới tự tôn tự đại, tin lầm chỉ có đời hiện tại. Tin lầm không ai thấy việc mình, tự lầm tin hoặc kẻ truyền tin. Tin lầm có hàng nghìn muôn chuyện, tin ở sách hoặc tin ở miệng, hoặc là tin ở chuyện mắt trong, hoặc tự suy rồi tự tin lòng. Có nhiều cách tin không kể xiết, tin lầm qua viết hoặc
tin đúng việc là vấn đề quan thiết vô cùng. Sự vui tươi hay việc hải hùng đều quan hệ với lòng tin ấy, sống chết cũng liên quan vào đây. Dinh nhục đều bởi tại nó ra, từ xưa nay trong cõi người ta, việc thành bại đều do tin tưởng. Nếu tin đúng thì thành hình tượng, bằng tin sai thì uổng công phu. Lên thiên đường hay xuống ngục tù, do tin đúng hay là không đúng. Nào thanh chiến vô cùng kinh khủng, nào đạn tranh chấn động đất trời, đã diễn ra khắp chốn cùng nơi, đều do ở lòng người tin tưởng. Tin gây chiến là tin hẹp lường, tin gây họa là rộng sự tin. Tin cách nào cứu được nhân sinh, như thế mới là tin đúng đắn. Truyền đạo pháp có nhiều hình dạng, nhưng không ngoài căn bản cứu đời. Đạo pháp nào giải diệt hại người, nhất định chẳng đúng nơi chánh pháp. Đã thấy rõ là không phù hợp, dù cho ai có ép không tin. Đủ tinh thần làm chủ lấy mình, thì những sự lầm tin sẽ khỏi. Việc chưa biết thì cần phải hỏi, đều còn nghĩ cứ bởi cho ra. Chớ ầm ừ nửa Phật nửa ma, rốt cuộc chẳng ra gì cả. Càng gắng hỏi càng rành thật giả, có nghi nan mới có đi sâu. Nghi mới tìm thấy rõ đuôi đầu, hỏi mới biết lý màu rốt rau. Dốt không hỏi bao lâu cũng dốt, nghi không tìm đến chết chưa thông. Thật chánh tông hay thứ tà tông, cố gắng hỏi thì không lầm là. Việc gì cũng phải cho đích xác, chớ nên tin một cách mù mờ, mặc dù là những việc thiên cơ. Nhưng cũng phải tin cho hữu lý, con người có kho tàng suy nghĩ, cứ dùng luôn không thể nào cùng. Các bí quyền trong khoảng không trung, nó có sức phá tung ra được. Giống người chẳng phải là nhu nhược, mà giống người tốt bực can cường. Nếu để tâm khảo cứu suy lường, có sức mở được đường trời đất. Người có thể đi Tây Phương Phật, người cũng đi địa ngục dễ dàng. Giống người là ở giữa chừng thang, muốn đi xuống đi lên được cả. Trí huệ của người là chìa khóa, có khả năng mở cả mấy trời. Nó sẵn nằm trong ốc của người, người nào cũng tự moi ra được. Người mà được hoàn toàn hạnh phúc, người mà chung hưởng cuộc an vui, cũng là nhờ trí huệ của người biết phát triển nằm nơi đúng chỗ. Trí của Phật
làm dài kiếp số, trí của phàm làm thỏa mạng tiêu. Nên chọn đường Phật trí mà theo, tránh khỏi nạn hiểm nghèo đưa lại. Trí Phật rộng trùm bao sơn hài, trí phàm khoanh trong đại hẹp hoài. Phật ban vui cứu khổ cho đời, phàm chỉ tạo cho người khốn khổ. Trí Phật muốn hòa bình khắp chỗ, trí phàm lo gây gỗ đó đây. Trí Phật không phân biệt đông tây, muốn đâu cũng kết dây thân ai. Trí của Phật ở ăn quảng đại, có tình yêu nhân loại đại đồng, muốn mình cùng kẻ khác dung thông. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, với bản tác trọn tình hữu nghị. Với đồng bào thành ý yêu thương, giá trị mình với kẻ tương đương. Lúc nào cũng chủ trương bình đẳng, xét xử rất công bằng ngay thẳng. Đối với ai cũng chẳng dị tư, lòng trọng tôn luật pháp là sư. Lấy đạo đức làm cơ tiến hóa, giữ hành động ngôn từ cao nhã, không để cho xa đọa tâm hồn. Tự làm cho phát triển trí khôn, nhưng vẫn giữ khiêm cung tánh nết. Vì chánh nghĩa coi thường cái chết, vì phước chung bỏ hết lợi riêng. Trọng nghĩa nhân hơn trọng bạc tiền, đặt công lý lên trên tình cảm. Vẻ mặt vẫn vui tươi điềm đạm, cử chỉ luôn đoan chánh nhẹ nhàng. Từ đây lòng thành thật nghiêm trang, chớ chẳng phải sửa sang ngoài mặt. Thưa với ai thì là giữ chắc, những lời thô tiên ác không dùng, thường dùng lời đôi đáp ung dung. Bảo vẹn một lòng trung đạo lý, đó là đại khai đường Phật tri. Nói sao cùng hương vị thơm tho, thật hòa bình hạnh phúc ấm no. Thật tốt đẹp thật là sang suốt, thật cởi mở chớ không trói buộc. Thật làm cho hết cuộc trầm luân, thật hoàn toàn khắc trí phàm nhân. Trí Phật vốn hoàn toàn chân thiền, thật chân lý chứ không ngụy biện. Thật thoát ly các chuyện phàm trần, thật hoàn toàn thay thế độ dân. Thật chẳng chút nào cần danh vọng, lo giúp kẻ được vui được sống. Chẳng cần ai ca tụng đến mình, thật là đầy đức độ anh minh. Trí phàm có thể kình chống kịp, làm vui sống làm cho rảnh kiếp. Mơ đó là điều trí Phật thường hành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, cái trí Phật của mình rang kim. Lúc đi đứng nằm ngồi suy nghiệm, tìm cho ra cái điểm linh quang. Thấy được rồi quán liễu nhân gian, cũng như Phật hồi ngàn xưa vậy.
bị vô minh còn nhiều che đậy, làm cho người không thấy bổn tâm, mới có nhiều hành động sai lầm, do nơi các dục trần khéo gợi. Vật ưa thích thì liền rơ tới, không chịu suy có tội hay chăng. Có nhiều khi biết tội làm càng, vì dục vọng không dằn nén được, bị đời kéo đi xuôi một nước, ít có ai đi ngược dòng đời. Biết bữa nay sung sướng anh chơi, chớ không biết ngày mới khổ nào. Bị vô minh làm người khờ khạo, hồng trần là giả tạo cứ mê. Cõi lạc ban muốn thấy đường về, vô minh ấy phải lo vén mờ. Được nhìn thấu không còn cản trở, mới biết là tay lộ bên chân. Mà bấy lâu cứ nói mẻo dần, chẳng ngờ nó sẵn gần sau ót. Tôi không đại minh châu chẳng lọt, phúc bỗng nhiên được móc lấy ra. Xưa nay lo thèm của người ta, bây giờ mới biết nhà mình có. Lời của Phật càng thêm nhẫn rò, Phật tại tâm nào có xa xôi, không nên tìm chót lưỡi đầu môi, mà phải tìm nơi tâm cảm. Bị vô minh khiến lòng mờ ám, hết vô minh tức sáng tỏ ra. Hãy định thần xét rõ lòng ta, vô minh diệt các tà niệm diệt. Tà niệm diệt tức vô minh tiệt, hết vô minh cũng hết niệm tà. Kẻ tu hành phải nhận định ra, chớ lòng để các tà niệm khởi. Mỗi khi chúng nó vừa mang tới thì chẳng ngay chớ đợi đi sâu, hơi khó khăn ở buổi ban đầu. Lần hồi tất dễ thâu chúng được, phải cưng cõi chớ lầm nhu nhược. Thấy sai thì cương quyết trừ ngay, muốn cho rành việc đúng hay sai, hãy đo xét bằng cây thước luật. Mười việc trúng hết mười không trật, như là anh thợ mộc cất nhà. Lấy mực xong rồi đục cắt ra, khi ráp lại thì là vừa vặn. Phải nhất quyết chớ nên dùng thần, y hành lời Phật dẫn thì xong. Ráng tu cho đất quả thành công, mới chẳng uống đèn châm hương đốt. Ngục trần thế ráng lo mở chốt, ra ngoài xem gió mát trăng xanh. Khác hơn mùi lao ngục hôi tanh, của cái kiếp phù sanh tạm già. Được giải thoát mới là thông thà, còn trầm luân đâu có sướng vui. Nếu kỳ này chẳng chịu rút lui, thì còn bị lăn rồi đục khoe. Bên mê khổ nếu không bị kẹt, phải mau chân xuống chiếc thuyền từ. Quyết xả thân học đạo chân như, thì khỏi được kiếp người đau khổ.
tu hành phải làm cho tỏ ngộ mới là trong thấy rõ nhiễm màu. Phật xuất gia vì bởi nơi đâu, vì tỏ ngộ mà cầu học đạo. Trong các giới tín đồ Phật giáo nên nhớ rằng chữ đạo là đường. Tỏ ngộ là được thấy hướng phương, không còn bị lạc đường mê nữa. Chính mình đang ngục trần khỏi cửa, còn đủ năng lực độ chúng sanh. Thế mới là đúng nghĩa tu hành, không tỏ ngộ đâu thành chữ đạo. Mới phục trước còn trong mộng ảo, kế phục sau đã đau Tây Phương. Chỉ phàm nhân không thể đo lường, trong khi được khai đường tỏ ngộ, ví như kẻ đã mù từ nhỏ. Có một hôm bỗng tỏa sáng ra, thấy hoàn toàn hai cảnh khác xa. Vui mừng ấy kể sao cho hết, bao nhiêu cái nặng nề mỏi mệt, bỗng nhiên trong nháy mắt tiêu tan. Tự thấy lòng thông suốt minh quang, tự thấy xác nhẹ nhàng phấn phờ. Ấy đại khai trong khi tỏ ngộ, không thể đem mô tả bằng lời. Sự nhiễm màu quyền bí tuyệt vời, ngoài người tỏ ngộ thời không thấu. Chim khôn lửa cây lành mà đầu, người khôn tìm chánh đạo mà thờ. Đừng học theo những thứ ba dơ, mới có thể gặp cơ tỏ ngộ. Đời mạt pháp quỷ ma rần rộ, tìm Phật tiên đâu có dễ dàng. Người muốn tu thì phải kiên gan, chịu khó lọc thao vàng cho kỳ. Tìm cho gặp Phật chân đạo lý, thì ngày kia mới phỉ lắm mình. Nếu để lầm lạc thứ tà tinh, chung cuộc sẽ làm mình thó hại. Tu được mở mang là tu phải, tu trở nên ngu dại tu lầm. Tà đạo làm sanh chúng mê tâm, người theo nó dễ làm cuồng tinh. Trong ba tánh phải nên bình tĩnh, kiếm tìm nơi đạo chánh mà nương. Sẵn kệ kinh thầy tổ chỉ đường, cứ theo đó chủ trương không là. Cũng không sợ bị ai lừa gạt, rất an tâm lo việc tu hành. Đủ phương châm để trở nên lành, sẵn giới luật giúp mình trọn tốt. Đời quân hạ có nhiều gió trốt, đạo phải xây kèo cốt vững vàng. Bằng không thì sẽ phải bị đổ ngang, chớ có giữ cho an toàn được. Có nhiều cánh lông trời lỡ nước, làm cho người hiền đức ngửa nghiêng. Không lúc nào ngất việc trung chuyên, tu mà thiếu nhẫn kiên thì ngã. Sức kiên nhẫn vững như núi đá, lòng từ bi rộng tở biển to. Không thể làm cho biển cạn khô, cũng không thể làm cho núi ngà. Được như vậy mới nên đạo cả, chẳng sợ khi nhồi quá nắng nề.
chúng sanh đang lạc giữa rừng mây, thiếu gươm trí khó mà ra khỏi, phải cho đủ tinh thần cứng cỏi mới giữ cho mình khỏi kinh hồn. Ở trong khi địa ám thiên hôn, và trước cánh thú hâm gầm thét, ngồi tại gốc bồ đề nghiêm xét, gặp rất nhiều yêu nghiệt thử lòng, nếu để cho tâm trí lâm đông thì đâu được thành công đắc quả. Lòng chẳng động trước tuồng lời lạ, lòng thản nhiên trước kẻ dữ dằn, lòng đại hùng đại lực vô ngần, sức yêu quái không ngăn cản nổi, đảo màu nhiễm được tìm thấy môi, đã lưu danh dưới cõi bồ đề, thuyết pháp màu cứu chúng sanh mê, nền Phật giáo lập ra từ đây. Nếu kể lại từ thời đại ấy cho đến nay đã mấy ngàn năm, có biết bao người đã phát tâm nghe theo Phật tu hành đắc đạo, trong các giới tín đồ Phật giáo soi gương xưa hành đạo thì nên, thật tu tâm và thật chí bền là hai việc phải nên gồm có. Thật bền chi mới theo tốt chỗ, thật tâm tu mới bỏ sự trần. Muốn trở nên ngôi vị Phật thần, mấy việc ấy phải cần chám già. Xưa nay đã nhiều người đắc quả nhờ thật tu và có chí bền, người đời nay muốn được lập nên thì cần phải theo nền mong ấy. Đời mạt pháp nhiều người pha khuấy, tu mà không nhẫn nại khó thành, thật tâm tu thì mới thực hành, thực hành được mới thành Phật được. Cứ tiếc của mà mong có phước, phước làm sao có được cho mình. Không chịu tu mà muốn được linh, linh không thể nào sinh ra được, cho nên muốn cho mình có phước. Bố thí đi chớ tiếc đồng tiền, còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền đúng đắn. Tu vật biết tu còn linh đằng, người thật tu chắc chắn nhiễm màu, phải dày công tu luyện cho lâu. Chớ lòng muốn cho máu không được, sâu tu phải nằm lâu dưới nước mới thành rồng bay vượt trên mây. Người tu thì nhịn việc trần ai mới thành Phật ra ngoài sanh tử, cấp giữ cấp tu thì hết dữ. Người hung khi tu phải bỏ hung, đã tu mà còn tánh hung sùng, sanh với loại thú hùm còn kem. Gánh trần tục hãy mau quanh ném, để rảnh tay gói ghém sự tu, nào dùa hương bắt nước công phu, nào tính niệm A-di-đà Phật, các ô nhiễm tâm vô nhất vật, chỉ một lòng phước đức dung bồi. Nơi liên hoa cửu phẩm chưa ngồi, thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Lượng sông khổ tuy là cao ngất, thuyền đạo tâm quyết lướt cho qua. Thường hành câu Bồ Tát Ma Ha, cố trì pháp
tâm vô quái ngày. Lòng cứu độ vô cùng quảng đại, sức tu hành mạnh mẽ vô biên. Tuy sống trong thời thế ngựa nghiêng, nhưng lòng chẳng đảo điên một mày, thấy những kẻ móng lòng giết hại. Cố tìm phương hòa giải cho an, lăn lộn trong cảnh sống nhân gian, tùy tiện cứu người đang say đắm. Lòng chẳng quản chi thân bùng lâm, giống từ bi đem râm khắp nơi. Cho ngọn đèn Phật giáo sáng ngời, cho nhân loại bớt đi đau khổ. Tu thì phải ra tay tế độ, chớ tu ngồi bó rõ một nơi, thì sự tu mới ít cho đời. Như vậy mới đúng lời Phật dạy, tu độc thiện kỳ thân là sai, tu chấp nay tự ái là lầm. Tu phải cần rộng bủa từ tâm, chữ tu mới không làm hét nghĩa. Tu còn sợ người đời xoay xìa, thì khó lòng cao trĩa sự tu. Ví dụ người có bảo rằng ngu, thì cũng chớ chút nào để ý. Luôn nêu sáng gương nhà đạo sĩ, đánh thức lòng của kẻ ngạo đời. Hiển phong trào vật chất thảnh thời, không siêu việt hơn người khó thân. Người tu phải được như sen canh, mọc trong bụng mà chẳng hôi bụng. Mà tìm cách gần gũi kẻ dữ hung, để cứu độ mà không sợ nhiệm. Có như vậy mới chân hạnh kiềm, và cũng không hổ tiếng người tu. Sợ gì nền Phật giáo mờ lu, bởi tăng chung quá tu tiêu cực. Của ba tánh thập phương thọ thực, chỉ tụng kinh niệm Phật hơ hà, không ra tay cứu độ ba gia. Và cũng chẳng truyền ra kinh Phật, cứ lo việc chùa to xây cất. Cạnh tranh nhau thu thập cho nhiều, rồi ngồi yên một chỗ ăn tiêu. Mặc thế sự chịu điều đau khổ, sự vô ích từ lâu đã lộ. Mắt người đời thấy quá chán trường, sanh ra lòng ngờ vực mỗi đường, khiến cho họ xa lần Phật đạo. Còn những kẻ không ưa tôn giáo, lấy cớ này đã đảo nhà tu, lên án là lợi dụng tiền xu, cho tôn giáo làm ngu dân chung. Bị những kẻ tu hành không đúng, làm mất lòng tin tưởng gần xa. Nơi chùa chiền vắng kẻ giàu ra, kinh kệ cũng ít nhà đọc tới. Cũng vì những tăng đồ pha giới, cũng vì người giả dối tu hành. Mượn màu thiền lợi dụng nhân sanh, lấy chuông mỏ dỗ dành thiên hà. Vì một số người tu dối già, mà làm cho tất cả hiểu lầm. Nay tăng ni trong chốn thiền lâm, phải nỗ lực để làm chính lại, chùa thay mặt Tây phương thế giới. Không phải nơi thương mại hương đăng, người vào đây thì phải chân tăng, mới khỏi tiếng thế gian kinh bì.
Từ lâu đã nhiều người lầm nghĩ, cho hạng tu là kẻ trúng đời. Phải làm sao đinh chánh cho người nhận hiểu rõ nghĩa tu là cứu thế, chịu khổ hạnh để khai trí huệ, cứu chúng sanh khỏi bể mê sầu, tạo hòa bình thế giới năm châu, gây hạnh phúc địa cầu nhân loài. Tu mở lối nhân sanh tồn tại, tu phá tan ngu dại người đời. Tu làm cho ba tánh thành thơi, tu để chấm dứt ngòi chinh chiến. Tu để được tinh thần phát triển, tu làm cho đồng hương ấm no. Tu để làm đời sống thơm tho, tu là bởi thương lo người thế. Tu để cải sửa đời tồi tệ, tu để làm đem lại lẽ công bình. Tu làm cho đời có nhân tình, tu cho khắp đất nặng, không phải tu treo cẳng nằm yên. Chữ tu còn có nghĩa thiêng liêng, đưa sanh chúng về miền cực lạc, thật là được hoàn toàn giải thoát, không còn đeo cái chết dạo mình, thật an vui và thật trường sinh. Cùng chư Phật ngồi trên sen bao, sự tu của người trong Phật giàu đại khái như mọi lẽ nói trên, lòng từ bi rộng lớn mong mênh, không như nghĩa chúng sanh tưởng hẹp. Việc đạo lý là điều tốt đẹp, đạo lý là ngọn đuốc của đời, từ ngàn xưa cho đến hiện thời. Đời không thể đi rời đạo lý, rời đạo lý là đời bất trị. Nhà loạn luân nước bị khốn nạn, đời nào tôn đạo lý thì an, đời nào bỏ đạo trang thì biên. Đạo lợi ích cho người đủ chuyện, vật chất cho chi đến tinh thần, làm thiện nhân đến cả nhân chân. Thật cao quý không còn chỗ sanh, người hiểu đạo nên khuyên ba tâm. Trên giữ gìn đạo hạnh làm đầu, thực hành theo ý nghĩa rộng sâu, chớ đừng có chấp câu hẹp lường. Tu tâm chứ có nên tu tưởng, tu phải hành đừng tưởng tưởng không. Các dục trần chừng được dẹp xong, Phật từ ở trong lòng xuất hiện. Màu nhiệm thay khi tâm đã hiển, được nhớ ra hết chuyện ngàn xưa, biết lòng người và biết thiên cơ. Biết việc tới việc qua cũng biết, sáu căn việc sáu tầng cũng việc, đủ sáu thông dạo khắp ta bà. Chèo con thuyền đại độ sống, như mặt trời pha cảnh tối đen, những việc chưa từng có biết quen. Tự nhiên được hiểu rành tất cả, diêm chúa phải triệu hồi sứ già. Thiên thần thì đem lễ cúng dường, đủ sức đi giao độ mười phương, đủ phương tiện chỉ đường sanh chung. Được vô lậu thần thông diệu dùng, cho nên không còn chuyện sai lầm, màu nhiệm thay khi tỏ ngộ tâm. Thấy rõ cái xác phàm là ao, lạnh thì mặt rách thì phải thâu, không sợ lo không có tiếc than.
chỉ bỏ thân tạm giả trần gian, chớ thân tương kim can còn mày. Thân ấy mới là thân tồn tại, đó mới là chính cái thân mình, còn cái thân khi chết thì sình. Nó là bóng của thân chân thật, bóng thì mất nhưng thân cũng chẳng đổi thay, nguyện lành dần một không hai, chết thân cũng chịu đỏ đài cũng cam. Tình đạo Phật khó làm cho lật, đôi chúng sanh chẳng bớt tình thương. Tình thương dù kẻ không tường, cũng không hề chán ở trên đường độ sanh. Tình đạo Phật lợi danh khó chuộc, thương người không vì buộc mà thương. Giúp người do tánh yêu đương, không do mưu lợi cho đường hậu lai. Tình đạo Phật với ai không bò, độ được thì cứ độ liền khi. Khối tình của tánh từ bi khác hơn tình thiếu lương tri của đời. Tình đạo Phật những nơi nào có, tất nhiên là chỗ đó rất hòa. Ở ăn đúng đạo người ta, ít nghe thấy việc xấu xa đê hèn. Tình đạo Phật không ghen ghét lần, mà chỉ thay tánh giận làm vui. Thư tha hơn cô chấp người đắng cay đổi lấy ngọt bùi cho nhau. Tình đạo Phật sắc màu bất chấp, thân mến không hề cách biệt ai. Muốn cho khắp cả nhân loài xem nhau như thể chân tay ruột rà. Tình đạo Phật thiết tha bình đẳng, rất muốn không ai nặng nhẹ ai, cùng tương trợ chẳng hiếp đại, dù rằng người ấy ở giai cấp nào. Tình đạo Phật đậm bào rất mến, mà còn thương rộng đến nhân loài. Chúng sanh ai cũng như ai, muốn đồng được bước ra ngoài khổ lao. Tình đạo Phật đời nào hết được, nếu loại người còn cuộc gian truân. Cho nên tự gian cổ nhân, mảnh tình đạo Phật đã từng gieo ra. Tình đạo Phật tình ma chẳng giống, Phật an dân ma động loạn dân. Nên tình đạo Phật có nhân, còn tình ma quỷ không ân nghĩa gì. Tình đạo Phật chết đi không đổi, tình đời chưa chia vội đem thay. Tình đời chẳng nghĩ ngày mai, nhưng tình đạo Phật lâu dài biết lo. Tình đạo Phật hẹn hò cõi Phật, không hứa suông tạm vật ta bà. Cái tình ấy rất sâu xa, mà trong thiên hạ người ta ít tìm. Tình đạo Phật rất im mà đậm, đậm vì người chẳng mong vì mình. Tình trong khổ thảm nhân sinh càng khổ Phật tình càng tăng. Tình đạo Phật thể rằng cứu thế, thể cứu luôn bất kể thời gian. Tình đời còn có thể tan, nhưng tình đạo Phật như tràng sơn lâm. Tình đạo Phật như tầm rút ruột, ăn của người bao bọc cho người, miếng người được
ấm được vui, chết đi cũng chẳng ngẫm ngùi nợ xưa. Tình đạo Phật rước đưa tới chỗ, không nửa chừng ruồng bỏ một ai. Đường đi cực lạc bao ngày, cũng nguyện đưa đến không nài gian nguy. Tình đạo Phật trong kỳ mạt pháp, tình ấy càng rộng gấp muôn xưa, mới là phù hợp thời cơ. Nếu không thế chỉ là mơ đêm dài. Tình đạo Phật càng say càng to, khác tình đời càng mó càng lu. Nếu là thật kẻ chân tu, môi tình ấy chẳng phúc nào rời xa. Tình đạo Phật đúng là tình Phật, yêu đời mà không mắc trong đời. Luôn luôn với tánh siêu vời, vạch đường giải thoát cho người cùng thông. Tình đạo Phật rộng không thể lường, rộng hơn điều tưởng tượng của người. Không riêng rộng cuộc sống đời, mà còn rộng đến ngày mới linh hồn. Tình đạo Phật trong tôn hai mặt, về phần hồn di xác thân sinh. Muốn cho cùng được tinh minh, thân sinh không khổ, hồn linh không đại. Tình đạo Phật muốn ai cũng sáng, không muốn ai mù quáng dại ngu. Cho đời là cảnh lao tù, gỡ cho ra khỏi không câu trói vào. Tình đạo Phật lúc nào cũng tình, tình trong đời chẳng dính theo đời. Dù đời xuôi ngược lưng dơi, nhưng tình ấy vẫn như nơi thạch bàn. Tình đạo Phật sớt sang đạo cà, cho người đời khổ qua hết gieo. Đường lành cùng một nhịp theo, tâm mê muội hết thân nghèo khổ tan. Tình đạo Phật sẵn sàng tế độ, dù cho thân gian khổ đến đâu. Ngày giờ dài ngắn bao lâu, không thay đổi giả chẳng nào núng lòng. Mà tình đạo Phật từ trong tánh thiền, khác hơn tình ngoài miệng thế gian. Lúc nguy như lúc bình an, vẫn là giữ vẹn một đàn thị chung. Tình đạo Phật chỉ dùng nhân ấy, không làm điều ngược trái lương tâm. Quấy không để giả nghĩ thầm, lừa là việc quấy đem làm thật ra. Tình đạo Phật chẳng pha tình tục, đời khuấy bao không đục được lòng. Tình mà sự thật là không, nên không bị trói trong dòng trần ai. Tình đạo Phật ra ngoài nghiệp ấy, không bị ràng buộc cái phàm duyên. Tình đời còn bí cuồng điên, nhưng tình đạo Phật không phiền lụy đâu. Tình đạo Phật chẳng cầu dẫn tiếp, mà nêu khởi tâm phù hiệp Phật trời. Lời đời chẳng có hại đời, thì tình đạo Phật ở bên người chẳng xa. Tình đạo Phật như là tình mẹ, muốn con nên chẳng để con hư. Nếu con chi hiu chi từ, mẹ càng không thể nào rời bỏ con. Tình đạo Phật vẫn còn mãi mãi,
dù trải bao biển hải tan điền, không làm tình Phật đảo điên, chỉ làm thêm nặng đạo duyên với đời. Tình đạo Phật giữa thời mát hà, thâm nhập trong tất cả nhân sanh, khiến đời đổi dữ ra lành, quyết làm biển lửa trở thành đồng sen. Tình đạo Phật bạc đen khó nhùm, dù thế gian muôn ôm cách nào, khó làm tình ấy tiêu hao, chỉ làm cho nó thêm cao tinh thần. Tình đạo Phật vì dân vì nước, làm sao cho khỏi cuộc tai nạn, đâu đâu cũng được hòa an, không nghe tiếng khóc lời than bất bình. Tình đạo Phật háo sanh vô tận, không muốn ai gây hận với ai, cố nhiên mình chẳng nghiệt cay, với người nào cũng ưu hoài thiện lương. Tình đạo Phật chủ trương giải thoát, hay cho thân mình cho các nhân gian. Không tình trong cảnh buộc ràng, nên cần đem nó làm lan rộng nhiều. Tình đạo Phật chỉ siêu không đọa, vì nó không lan trả như đời. Nhưng đâu phải bấy nhiêu thôi, mà là còn cứu vớt người trầm luân. Tình đạo Phật yêu thân yêu chung, yêu chánh đường chẳng dũng tà tâm, nên tình yêu ấy không lầm, đáng cho người ráng quăng thâm xa gần. Tình đạo Phật là nhân là nghĩa, chỉ gieo lành chẳng tỉa giống hung. Khối tình ấy rất thị chung, mưu đời không thể nào dùng làm tan. Tình đạo Phật mênh mang khắp cả, rộng vườn bao thiên hạ khó lường. Khổ còn ở khắp mười phương, thì tình ấy vẫn còn tương trở hoài. Tình đạo Phật thấy ai không bỏ, dù rằng là kẻ đó bất lương, cũng đem lòng nghĩ xót thương. Tùy phương tiện cứu khỏi đường tội mê, tình đạo Phật khen chê chẳng có. Lành dữ là sự đo đáng phân, khen chê chưa phải là nhân dữ lành, mới chính là cân diêm phù. Tình đạo Phật trí ngu bất luận, hễ là người thì sẵn lòng thương. Chưa tường lo giúp cho tường, còn mấy lo chỉ cho đường giải mê. Tình đạo Phật chợ quê bình đẳng, hèn như sang lòng chẳng cách phân. Nghĩ rằng mang cây xác thân, thì ai cũng phải khổ ở trần như ai. Tình đạo Phật nhìn ngay nghiệp thế, biết đời này đến cái đời sau. Chơi son tất dinh đỏ màu, hùng hào sẽ bị hùng hào khỏi đâu. Tình đạo Phật không cầu của tạm, chỉ muốn xa khỏi cảm bẫy đời. Dù đời cám dỗ lắm nơi, không bao giờ để cho rơi lọt vào. Tình đạo Phật muốn mau giải khổ, khổ riêng mình khổ cả thế gian. Thế nên coi tạm không mi màng, dù cho tài sắc ngọc vàng muôn xe. Tình đạo Phật dù đe với búa, cũng không làm trầy trũa chút nào.
càng nhiều đúng chạm gian lao, càng làm tánh đạo dội giàu tốt tươi, tình đạo Phật vẹn mười ý thiền. Không thể nào bị nghiện tánh đời, dù đời có đủ trò chơi, cũng không thể khiến rụng rời Phật tâm. Tình đạo Phật muôn năm vẫn tỏ, tỏ đến khi không có bóng đen. Nếu còn sông thác úa hèn, thì tình ấy vẫn còn chen đổ điều. Tình đạo Phật muốn tiêu khổ chung, hy sinh bao lầm cũng ưng vui, miễn sao cứu vớt được người ấy là ý nguyện từ hồi xưa lâu. Tình đạo Phật rộng sâu vô tận, gặp gian truân chẳng hận một ai, chỉ vui cứu độ muôn loài. Từ đau khổ được ra ngoài an vui, tình đạo Phật ngược xuôi cùng mặt. Thương chúng sanh cầm chắc một lòng, giúp đời rất biết gai trong, nhưng vui vẻ giúp vẫn không nản tình. Tình đạo Phật vốn sinh trong thế, bởi thế gian liền kể khổ lao. Cho nên tình ấy càng cao, cao không thể lấy thước nào ra đo. Tình đạo Phật muốn phó sách đề, nhưng vẫn còn tiếp kể vô biên. Mảnh tình ấy rất thiên liêng, yêu thương người chẳng luận miền quê nào. Tình đạo Phật phủ bao thiên hà, với niềm thương như dạ nghiến thai. Chăm lo thận trọng từ ngày không vì cho mẹ, vì hài nhi con. Tình đạo Phật từ non chi biển, không chỗ nào chẳng hiện rõ tình. Tình nơi siêu thoát chánh minh, không tình chỗ khiến tự sinh bất bằng.